Tịnh thất Bồng Lai, cả tuần qua nhiều người có leo hàng xào để live stream vào bên trong. Phía Tịnh thất Bồng Lai chưa từng làm xét nghiệm ADN nên không có chuyện huyết thống. U40 tự môi giới bán thân với giá 500.000 đồng một lượt. Ô tô chở rau bay xuống sông sau khi tông gãy hộ lan cầu trên cao tốc. Cảnh sát 141 khép chặt vòng vây, khống chế hai con nghiện định thông chốt. Bắt nữ chủ tịch công ty y dược V Medimax Nguyễn Thị Loan. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay, sau đây là nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Tình thất bồng lai, cả tuần qua nhiều người có leo hàng rào để livestream vào bên trong. Gần một tuần bị hàng trăm youtuber, người dân hiếu kỳ vây kín tịnh thất bồng lai, tên mới là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Ông Hoàn Nguyên cho biết, mọi người trong cơ sở này vẫn chưa hết hoảng sợ. Theo ông Nguyên, sự việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự riêng tư. Đối với tư gia của ông, vào khoảng 7 giờ sáng tôi đã thấy vài người đứng trước cổng Thiền Am rồi. Giữa thời điểm dịch bệnh, mỗi ngày Việt Nam vẫn ghi nhận vài nghìn ca mắc Covid-19. Tôi không hiểu vì sao họ có thể kéo đến tập trung đông người như vậy. Họ chỉa camera vào khuôn viên để quay, một số YouTuber còn leo hẳn lên hàng rào để livestream vào bên trong Thiền Am có gì. Đa số đều mang khẩu trang nên tôi chẳng biết họ là ai. Tôi nói rằng các anh xuống giúp vì đây là nhà riêng, làm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư. Phía cánh cổng có hai ô trống để chúng tôi mở cửa, họ cũng chĩa máy quay vào. Tôi phải gọi điện thoại cho công an xã mấy lần để họ xuống giữ gìn trật tự. Những đứa trẻ ngồi trong nhà, thấy đông nghịt người vây kín quay phim nên đã sợ hãi và khóc la rất nhiều. Mỗi ngày chúng tôi thức dậy, hé mắt ra cửa sổ, chỉ mong không có ai vào đây. Tôi cho đó là một ngày bình yên, ông Hoàn Nguyên nói. Ngày 4 tháng 11, sau khi bà Phương Hằng về, khoảng 80% người dân hiếu kỳ, youtuber tập trung trước cổng tịnh thất bồng lai cũng giải tán. Theo ông Hoàn Nguyên, thấy ông nội Lê Tùng Vân hiện tại sức khỏe đã yếu, ông phải nằm võng không đi đứng được. Qua sự việc của bà Phương Hằng, nhóm người thuộc tịnh thất Bồng Lai cũng tuyên bố sẽ kết thúc câu chuyện lùm xùm tại đây. Từ trước tới nay, chúng tôi chỉ có hai lần phát ngôn chính qua đoạn video của ông Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, lần nói chuyện thứ hai cũng sẽ là lần cuối cùng bởi chúng tôi quyết định sẽ không đôi co với bà Phương Hằng nữa. Bởi lẽ bà ấy nhỏ hơn sư phụ tôi mà dùng những lời lẽ rất khó nghe, Hoàn Nguyên nói. Trước đó trao đổi với phóng viên, đại tá Lâm Minh Hồng, giám đốc công an tỉnh Long An cũng đã cho hay, Long An hiện đang là vùng cấp độ 1, mọi sinh hoạt đều bình thường nhưng phải đảm bảo quy định phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi đã nhận được thông tin về chuyến thăm hỏi của bà Nguyễn Phương Hằng, trong đó có những vấn đề riêng tư cần thăm hỏi giải quyết với gia đình ông Lê Tùng Vân thì không có vấn đề gì. Chúng tôi có quy định rõ ràng về phòng chống dịch bệnh đến bao nhiêu người, tuân thủ những yêu cầu gì. Nếu vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó vào ngày 4 tháng 11, khi đám đông vây kín tịnh thất bồng lai, công an khu vực cũng đã có mặt và ra sức giải tán đám đông. Loa thông báo của xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũng liên tục phát ra âm thanh, kêu gọi người dân giữ gìn trật tự, phòng chống dịch bệnh. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Phía tịnh thất bồng lai chưa từng làm xét nghiệm ADN nên không có chuyện huyết thống. Trao đổi với phóng viên ông Hoàn Nguyên của Tịnh thất Bồng Lai khẳng định chưa từng xét nghiệm ADN nên hoàn toàn không có chuyện huyết thống liên quan giữa những người tại cơ sở này. Mới đây Đài Phát thanh Truyền hình Long An đã đưa bản tin liên quan đến vụ việc của Tịnh thất Bồng Lai. Theo đó phóng sự có đề cập đến mối quan hệ huyết thống của các chú tiểu và sư cô tại nơi này. Đồng thời nhà đài cũng nêu rõ những chú tiểu trong chương trình Thách thức danh hài không phải là trẻ mồ côi. Trao đổi với phóng viên ông Hoàn Nguyên, một tu sĩ của Tịnh thất Bồng Lai cho biết tính đến thời điểm hiện tại Chúng tôi chưa từng trải qua một cuộc xét nghiệm ADN nào theo đúng quy định pháp luật, vì vậy tôi khẳng định hoàn toàn không có câu chuyện huyết thống liên quan. Việc một đứa trẻ có mẹ trên giấy khai sinh là hoàn toàn bình thường. Các sư cô tại tịnh thất Bồng Lai đã đứng ra làm mẹ đỡ đầu trên giấy tờ của các bé để các bé có thể đi học sau này. Nếu mà để giấy tờ qua một bên, các cô không có là mẹ của đứa trẻ nào hết. Trong xã hội này, có biết bao nhiêu cặp vợ chồng hiếm muộn, người ta xin con nuôi về làm giấy tờ, có mẹ đứng tên cũng đâu phải là điều lạ, đâu phải là vấn đề lớn. Hiện tại, chúng tôi đang nuôi dạy các cháu bé rất tốt. Bên cạnh đó, ông Nguyên chia sẻ rằng, vào năm 2020, những người trong tỉnh Thất Bồng Lai đã phải đi cách ly tập trung do có một người đàn ông nghi mắc Covid-19 vào chơi. Tuy nhiên, tại khu cách ly tập trung, ngoài lấy dịch mũi miệng, chúng tôi còn phải xét nghiệm máu. Tôi không biết việc này có liên quan đến xét nghiệm ADN hay không nhưng đến thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa từng được đề nghị xét nghiệm một cách chính thống bởi cơ quan luật pháp, ông Hoàn Nguyên cho biết. Trước đó trả lời đài phát thanh truyền hình Long An, ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận, địa phương đã làm giấy khai sinh đối với ba em bé tại tỉnh Thất Bồng Lai, bao gồm Lê Thanh Mẫu Nghi, mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Pháp Vương, mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Minh Chiết, mẹ là Lê Thanh Huyền Trang. Được biết các chú tiểu có mẹ là Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang đều sống ở tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, trên giấy tờ của bà em bé đều không có thông tin tên tuổi người cha. Mời quý vị cùng chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. U40 tự môi giới bán thân với giá 500.000 đồng một lượt. Mới đây công an huyện Kỳ Sơn Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lữ Thị Quy, 39 tuổi, trú tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn để điều tra về hành vi môi giới bán hoa. Vào khoảng 23 giờ ngày 7 tháng 11, trong quá trình kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn, Tổ công tác Công an huyện Kỳ Sơn đã phát hiện bắt quả tang hai đôi nam nữ đang có hành vi mua bán thân xác. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 triệu đồng, hai điện thoại di động, hai bao cao su đã qua sử dụng và một số tăng vật có liên quan. Trong số hai đối tượng nữ này có Lữ Thị Quy là đối tượng vừa thực hiện môi giới, vừa trực tiếp bán thân. Bước đầu tại cơ quan công an, Lữ Thị Quy thừa nhận đã môi giới cho hai khách mua với giá thu của khách là 500.000 đồng một lượt. Sau khi nhận tiền từ khách, Quy trả cho các cô gái là 400.000 đồng, còn mình giữ 100.000 đồng tiền công môi giới. Công an huyện Kỳ Sơn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Mời quý vị cùng chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Ô tô chở rau bay xuống sông sau khi tông gãy hộ lan cầu trên cao tốc. Lưu thông trên cao tốc nội bài Lào Cai, một chiếc xe tải chở rau bất ngờ mất lái, tông gãy lan can cầu rồi rơi xuống sông Ngòi Thia. Nguồn tin từ đơn vị khai thác vận hành cao tốc nội bài Lào Cai cho biết, lúc 16 giờ 10 phút chiều qua, tại km 145-400 cầu Ngòi Thia, xe tải chở thùng rau củ quả biển kiểm soát 24H00220 do lái xe Nguyễn Việt Dũng điều khiển theo hướng Lào Cai nội bài, bất ngờ đâm tung hộ lan rồi lao xuống sông Ngòi Thia thuộc địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Mừng nước tại vị trí xe rơi sâu khoảng 2 m Chiếc xe sau khi lao xuống sông đã bị biến dạng, nằm phơi xác trên mặt nước, rau quả nổi lềnh bềnh trên sông. Rất may lái xe đã bơi được vào bờ, lan can mặt cầu bị hư hỏng nặng. Đội vận hành số 2 của đơn vị khai thác đường cao tốc nội bài Lào Cai đã có mặt để đảm bảo an toàn giao thông, phối hợp với đơn vị chức năng để giải quyết sự cố. Từ 19h30, cơ quan chức năng đã tạm phong tỏa hiện trường để xử lý sự cố và trục vớt ô tô. Thông tin từ đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, cục cảnh sát giao thông bộ công an xác nhận, đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng thụ lý giải quyết vụ ô tô tải chở rau củ tai nạn trên cao tốc nội bài Lào Cai. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là ô tô này tự đâm bay xuống sông. Theo tài xế Dũng, ô tô mất lái dẫn đến vụ tai nạn này. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp cảnh sát 141 khép chặt vòng vây, khống chế hai con nghiện định thông chốt. Vào chiều ngày 9 tháng 11, Tổ công tác Y4141 Công an thành phố Hà Nội do Trung tá Trần Văn Công là tổ trưởng, phối hợp với Công an phường Khương Thượng, quận Đống Đa, làm nhiệm vụ tại ngã tư Trường Trinh, Tôn Thất Tùng, hướng đi Tôn Thất Tùng. Đến 16 giờ 05 tổ công tác phát hiện có hai đối tượng nam giới điều khiển xe mô tô có biểu hiện khả nghi đã ra tín hiệu dừng xe. Khi thấy cảnh sát, hai đối tượng rú ga định thông chốt nhưng đã bị các lực lượng khép chặt vòng vây đưa về chốt 141. Trung tá Trần Văn Công đã chỉ đạo tổ công tác kiểm tra thật kỹ người và phương tiện, phát hiện trong mũ bảo hiểm của đối tượng Phạm Đình Thưởng, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú Phù Cử, Hưng Yên, có một gói ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là hàng cấm. Tiếp tục kiểm tra đối tượng Trần Tuấn Dũng, sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú Hoàng Mai, Hà Nội tổ công tác phát hiện trong túi áo bên trái có một gói ni lông chứa tinh thể màu trắng. Tại chốt 141, hai đối tượng đều khai nhận chất bột màu trắng là hàng cấm, mua về sử dụng, cả hai đã có một tiền án. Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện về công an phường Khương Thượng, quận Đống Đa, tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Bắt nữ chủ tịch công ty y dược V-Medimax Nguyễn Thị Loan Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Loan, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần y dược VidiMed, vì, vì vi phạm về hoạt động bán đấu giá tài sản. Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã gây ra thiệt hại tài sản của nhà nước khoảng 200 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người khác gồm Vương Thị Thu Thủy, cán bộ ban quản lý dự án huyện Đông Anh, Nguyễn Thị Diệu Linh, tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội. Nguyễn Đức Phương và Nguyễn Ngọc Thắng, cùng là thẩm định viên của công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội, cùng ba bị can khác thuộc các công ty kinh doanh bất động sản. Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, tháng 8 năm 2020, ban quản lý dự án huyện Đông Anh tổ chức đấu giá khu đất rộng 5 hectare ở xã Cổ Dương Ban đầu công ty thẩm định giá và đầu tư Hà Nội xác định khu đất này có giá trị bán đấu giá khoảng 500 tỷ đồng. Tuy nhiên bị can loan đã thông đồng với cán bộ của ban quản lý cùng các bị can thuộc công ty thẩm định giá can thiệp để điều chỉnh trị giá khu đất xuống thấp hơn giá trị thực. Các bị can đã lập khống 12 phiếu khảo sát để đưa vào hồ sơ thẩm định giá và hạ giá trị khu đất còn xuống 300 tỷ đồng. Hội đồng thẩm định giá đất đã duyệt mức giá sàn là hơn 18 triệu đồng một mét vuông để tổ chức đấu giá khu đất trên. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Y Dược, Vi Medimax lập nhiều công ty để làm quân xanh quân đỏ, tham gia đấu giá khu đất trên. Một công ty do bà Loan nắm quyền chi phối chúng đấu giá khu đất với mức 20 triệu đồng một mét vuông. Công an xác định chỉ một tháng sau khi được bàn giao đất, bà Loan đã bán khu đất trên với giá từ 80 triệu đến cả trăm triệu đồng một mét vuông, tùy theo vị trí. Ngoài là chủ tịch hội đồng quản trị, bà Nguyễn Thị Loan đồng thời là chủ tịch của công ty cổ phần dược phẩm Vi Medimax 2. Vimedimex 2 được sáng lập bởi VMD và hai cổ đông khác vào năm 2014. Tuy nhiên đến năm 2018, Vimedimex 2 đã bắt đầu thâu tóm VMD và đến nay trở thành cổ đông lớn nhất sở hữu 45,3% vốn của VMD. Kết thúc năm 2019, nợ phải trả của Vimedimex 2 ở mức 418,53 tỷ đồng, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính dài hạn 365 tỷ đồng rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh tin tức việt quý vị đừng rời kênh vì quỳnh anh sẽ quay trở lại ngay sau đây